Bienvenue chez Cuba Saigon, la chaîne de la cuisine vietnamienne. Chào mừng các bạn đến với kênh ẩm thực Việt Nam của Cuba Sài Gòn. Aujourd'hui, on va faire la viande séchée végétarienne. Hôm nay mình sẽ làm thịt chà bông chay. Các bạn nhìn xem nào, coi nó ngon không? Je vais goûter. C'est doux, c'est délicat, légèrement croquant. C'est très bon, mes amis. Ngon quá các bạn. Cứng cứng, mềm mềm, ngọt ngọt, giòn giòn. Ngọt ngọt, mặn mặn. Và thơm mùi cá vì có tảo. Ça sent comme moitié poisson, moitié poulet grillé séché. C'est très bon. On va faire ensemble. Hein? Allez, on y va. Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình cùng làm chả bông chay nha các bạn. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire la viande séchée végétarienne. Pour préparer, nous avons besoin de la viande végétarienne. Ce sont des morceaux à base de soja. Vous voyez, c'est séché et j'ai déjà trempé dans l'eau et goûté. Để chuẩn bị thì mình cần có sườn non chay nè các bạn, thịt chay. Thịt chay thì làm bằng đậu hũ ai cũng biết rồi, và mình đã ngâm một ít miếng rồi vắt ráo như thế này. Les feuilles de zan là la sorte pour sushi. J'ai besoin de feuilles. Mình cần hai lá tảo mà dùng để cái dạng tảo để mà dùng cuốn sushi đó các bạn. Assaisonnement à base de légumes et champignons. J'ai déjà mis dans une petite quantité ici pour être facile. Bột nêm từ củ và nấm ha các bạn. Échalote của hành tím. De l'ail, j'ai déjà haché. Tỏi mình đã xay rồi. Huile de sésame, dầu mè. Sésame noir et sésame blanc, mè đen và mè trắng. Maintenant, on va commencer. Bây giờ mình cùng bắt tay nha các bạn. Mình cần hai lá tảo mà dùng để cái dạng tảo để mà dùng cuốn sushi đó các bạn. Assaisonnement à base de légumes et champignons. J'ai déjà mis dans une petite quantité ici pour être facile. Bột nêm từ củ và nấm ha các bạn. Échalote của hành tím. De l'ail, j'ai déjà haché. Tỏi mình đã xay rồi. Huile de sésame, dầu mè. Sésame noir et sésame blanc, mè đen và mè trắng. Maintenant, on va commencer. Bây giờ mình cùng bắt tay nha các bạn. Échalote, je vais hacher l'échalote. Mình cắt nhỏ bằng nhỏ củ hành.
cũng dễ làm thôi bạn. Vous voyez, il y a un sens. D'abord, je vais couper plus court et je vais déchirer selon la, le sens. Mình sẽ sắc nó cho nó ngắn một chút. Khoảng 2 cm, 2,5 cm như vậy nè các bạn. Xong rồi mình sẽ xé ra. Xé ra theo cái sớ của nó. Xé ra nó giờ thịt gà nha mấy bạn thấy không? Ce sont des feuilles de soja. Et donc on peut émincer comme ça, comme on peut voir la texture. La texture c'est comme la viande, c'est comme planche de poulet. Et je continue comme ça jusqu'à finir. J'utilise 2 feuilles. Et je vais couper aussi d'abord c'est dans un rayon environ 2 cm et demi ou bien plus petite si. Mais c'est ça qu'on vient avec l'autre sorte, vous voyez. Mình cắt cái này khoảng 2 cm rưỡi, 3 cm hoặc là nhỏ hơn tùy các bạn. Nếu mà muốn nhanh thì cắt nó dài, nếu không thì có thời giờ thì cắt nhỏ hơn một chút, không có sao hết. Chắc là mình phải cắt ngắn hơn thì nó có vẻ đẹp hơn. C'est comme ça. Et je vais continuer jusqu'à la fin. Khoảng như vậy là được đó các bạn. Bây giờ thì mình tiếp tục cắt nha.
Cái này thì nó cho một cái mùi hương vị của biển đó các bạn, giống như chà bông mà cá, rất là ngon. Pardon en vous de la mer avec des feuilles d'âne comme ça. J'ai fini hacher la viande végétarienne et les ânes. Maintenant, on va passer à la cuisson. Mình đã sắp thịt chay và tảo. Bây giờ mời các bạn bước qua bếp cùng với cô Ba nha. On va commencer à faire la viande séchée. Bây giờ mình làm bắt đầu làm chà bông nha các bạn. Để một chút xíu cho chảo nó nóng. Je vais mettre environ 2 cuillères à soupe de l'huile. Bỏ khoảng 2 muỗng canh dầu hoặc có thể nhiều hơn một chút cũng được. Không có sao hết. Oignon tout à l'heure. J'ajoute oignon. Mình bỏ hành vô. Chưa chảo chưa kịp nóng nữa. Je mets l'oignon avant et de l'ail après parce que de l'ail, il revient très vite. Mình để hành trước rồi mình để tỏi sau, tại vì tỏi nó vàng nhanh hơn hành, nó dễ bị khét lắm. Pour éviter que de l'ail va être brûlé. Voilà. Comme je vois l'oignon est légèrement jaune, je vais ajouter de l'ail. Khi mình thấy hành bắt đầu hơi vàng, hơi xe mình lại thì mình bỏ tỏi vô là được ha các bạn. Và tiếp tục trộn cho nó đều để nó đừng bị khét. Nó bắt đầu vàng rồi, bây giờ mình thả thịt vô nha các bạn. L'ail oignon commence à être jauni, être doré. Je vais ajouter des feuilles de soja déjà. Je vais commencer à mettre les épices. Bây giờ mình bắt đầu nêm nha các bạn. Mm-hmm.
C'est extrait de fond à base de légumes et champignons. Trois quarts de cuillère à café. Je vais prendre deux cuillères comme ça. Mình cho hai muỗng, muỗng của 3 phần tư muỗng canh đó thì coi như cô muỗng cà phê, khoảng 2 muỗng cà phê, bột lên nấm, nhớ đảo đều chứ nếu không nó sẽ bị khét. Sauce de goût, 1/4 muỗng cà phê bột ngọt. Mình có thể để bột ngọt hoặc không hết các bạn, nhưng mà tại vì mình thích để cho nó hơi lên hương vị một chút. Một phần tư muỗng cà phê muối, ít hơn 1/4 cũng được cho nó đừng có mặn. Mình có thể thế bằng nước tương Citizen Ketchup de cuillère và cà phê. Lắm tay rồi, lắm rồi, đau quá. Ici c'est l'huile de huître végétarien, comme on dit l'huile de huître, mais c'est en fait c'est extrait de champignons. Mình cho một muỗng canh, je vais ajouter une cuillère à soupe. Mình cho một muỗng canh dầu hào chay, tức là thật ra là dịch chiết từ nấm đó các bạn chứ không phải là hào đâu, tại vì nó chay mà. Une cuillère à soupe mâchée, bon, mâchée comme le tôm mâché. Ça sent bon. Du sucre, deux cuillères à café, 2 muỗng cà phê đường. Sau bữa nay mà cô ba làm cái gì cũng bị chết thì là không biết nữa. Les dinde de, les feuilles de dinde coupées, il y a tout ajouté. Bỏ cái tảo vô luôn. Mình làm một cái lỗ như vậy là để chia các bạn biết không à? Để mình thở nhẹ vô rang á. Je vais prendre une cuillère de sésame noir. Une cuillère de sésame blanc. J'ai mis un trou au milieu comme ça, je peux griller en même temps.
cho thấy rang nhẹ trước ở bên ngoài, rang sơ trước ở bên ngoài. Hoặc là mình để chung như vậy mình rang luôn cũng được đó các bạn. Xong rồi sau đó mình trộn đều lên. Ces âmes, vous pouvez le mettre un peu plus ou un peu moins, selon votre goût. Mình có thể thêm nhiều hay ít mè cũng được thôi các bạn, tùy các bạn. Thêm mè nhiều thì nó đẹp, mà nó thơm. J'aime bien encore un peu de sésame, ça fait du beau. Mình thích có thêm một chút mè nữa nhìn nó sẽ đẹp hơn. Ici c'est l'une de sésame. Tout à l'heure dans le bidon, j'ai mis dans le petit bouteille pour être facile. Je vais mettre environ une cuillère à soupe de l'une de sésame. Mình để khoảng một muỗng canh dầu mè. Hồi nãy là cô ba đã chiết từ trong cái bình bự ra các bạn. Thấy nó xung quanh bắt đầu xe lại rồi, cái sợi nó xe lại là được thôi các bạn. Làm quá nó sẽ bị khô thì nó không có ngon. Quand on voit ça, comment c'est bien, hein? Les morceaux de soja est bien emballé avec les épices et c'est légèrement sec comme ça, c'est bon. Parce que si on laisse trop longtemps, ça devient trop sec et c'est moins bon. Voilà, on a fini. C'est un plat vite à faire. On peut accompagner avec du riz couillon, ou bien mettre ou bien garnir des sandwichs végétariens. Mình có thể ăn kèm với lại cơm trắng, hoặc là xôi, hoặc là nhét bánh mì, làm bánh mì chay các bạn. Je vous souhaite bon réussite si vous voulez essayer et à la prochaine vidéo. Au revoir. Nếu các bạn thích món này thì mời các bạn cùng thử nha. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Chào tạm biệt các bạn.